Dạ, xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Tôi là bác sĩ Lý Thanh Sơn, chuyên khoa 1 về chấn thương chỉnh hình, hiện đang công tác tại bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ, Đà Lạt. Hôm nay tôi muốn giao lưu với quý vị về một đề tài là tổn thương dây chằng trong khớp gối. Cái bệnh lý tổn thương dây chằng khớp gối này thì rất là phổ biến, đặc biệt hiện nay là mọi người chơi đá banh nè, thể thao tennis này kia rất là nhiều, sân cỏ mini rất là nhiều, thì một cái chấn thương ở vùng gối thì có thể dẫn đến một cái chấn thương làm tổn thương dây chằng, đặc biệt là đứt dây chằng, thường gặp nhất là đứt dây chằng chéo trước hoặc là đứt dây chằng chéo sau. Thì tôi xin giới thiệu sơ lược về cái dây chằng khớp gối. Dây chằng trong khớp gối mình nó có bốn dây chằng là quan trọng nhất, đó là dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau và một dây chằng bên trong và một dây chằng bên ngoài. Cái chức năng mỗi chức năng của dây chằng nó có một chức năng riêng. Dây chằng chéo trước á, thì nó sẽ giữ cho khớp gối mình không trượt qua trước, ra trước. Dây chằng chéo sau thì nó giữ cho khớp gối mình không trượt ra sau. Còn hai dây chằng bên là giữ cho khớp gối mình không nó không có bị nghiêng. Khi mà tổn thương một trong bốn dây chằng này thì làm cho khớp gối mình sẽ bị lỏng lẻo. Những cái dấu hiệu thường gặp nhất sau khi một cái đứt dây chằng này, cái triệu chứng đầu tiên nhất là sau chấn thương. Sau chấn thương một chấn thương nặng, bệnh nhân có thể nghe tiếng kêu rắc ở trong cái khớp. Cái đó là biết chắc chắn là bị gãy cổ xương đùi rồi. Còn nếu mà chấn thương mà mình không để ý, không có biết nó đứt dây chằng hay không, nhưng mà về thấy cái gốc gối cứ sưng lên, mình đi mua thuốc về uống thì nó xẹp, một thời gian sau rồi nó sưng, cứ sưng sưng đi đi lới tới đi lui thì hạn chế, rồi để lâu ngày bệnh nhân vẫn đi được bình thường, nhưng mà lâu ngày sẽ bị teo cơ, đặc biệt là teo cái cơ đùi. Và cái dấu hiệu mà dễ biết nhất á, là bệnh nhân không còn chạy nhảy được nữa, khớp gối mình sẽ bị lỏng khớp. Khi mà có dấu hiệu lỏng khớp thì nên đến bác sĩ để bác sĩ kiểm tra coi có đứt dây chằng hay không. Đứt dây chằng thì mình chụp phim X quang rồi không biết được. Muốn thấy rõ được cái đứt dây chằng chéo trước này hoặc chéo sau, cái chằng bên trong bên ngoài thì mình phải chỉ có chụp phim MRI là cái cận lâm sàng này mà chính xác nhất trong cái chẩn đoán đứt dây chằng. Và thường khi mà đến với bác sĩ khám thì bác sĩ có thể đánh giá được có một qua một cái số test cái dây chằng thì bác sĩ có biết được có thể nó đứt dây chằng hay không thì rất là dễ. Cái điều trị trong cái đứt dây chằng này thì điều trị rất là phức tạp. Thì đa số cái đứt dây chằng thì mình phải mổ để thay thế một cái dây chằng mới vào cái vị trí đã bị đứt, mình không thể nào nối lại được do là dây chằng trong khớp nó rất là ngắn. Khi đứt rồi nó sẽ hư hoàn toàn. Và muốn tái tạo lại thì mình sẽ lấy một cái cọng gân ở nơi khác, mình tái tạo lại cái dây chằng. Tái tạo dây chằng thường ta sẽ qua mổ nội soi. Thì một cuộc mổ nội soi khoảng chừng một giờ thì sẽ giải quyết xong được một cái đứt dây chằng. Và ngoài cái đứt dây chằng nữa, cái tổn thương ở hay gặp nhất trong khớp gối đó là cái rách cái thèm cái sụn rách sụn chêm, sụn chêm trong hoặc sụn chêm ngoài. Thường khi mà bị rách sụn rồi thì cái triệu chứng mà thường gặp của cái rách sụn đó là kẹt khớp, bệnh nhân đi cứ kêu lọc cọc trong khớp, và bệnh nhân có nhiều trường hợp thì nó sẽ đau nhói lên, bệnh nhân không đi được, không co gối, không duỗi gối được. Thì lúc đó thì mình nên đến khám bác sĩ và bác sĩ sẽ cho đi chụp phim MRI thì sẽ phát hiện được nó sụn chêm hay không. Một số trường hợp mà bệnh nhân mà sau khi té thì không biết là đứt dây chằng hay không, mà người ta thường đi bó thuốc bắc, thuốc nam hoặc là chỉ đi mua thuốc giảm đau về uống. Sau khi uống thì có hiệu quả, bệnh nhân thì cũng thấy hết đau, bớt sưng. Nhưng mà về sau thì cái khớp gối bắt đầu nó sẽ lỏng dần. Rồi bệnh nhân đi đứng hơi khó, không chạy nhảy được, thì khớp gối lỏng và sẽ teo cơ đùi, teo dần dần. Thì càng ngày nó thấy cái chân mình sao nó nhỏ quá, nhỏ 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 hơn chân bên kia nhiều quá, thì lúc đó đi khám mới phát hiện ra là bị đứt dây chằng. Thì do đó thì có một cái dấu hiệu tổn thương ở vùng gối mà nó cứ tái đi tái lại, đau sưng đau nhiều, làm cho bệnh nhân mất cái sinh hoạt hàng ngày như chạy nhảy không còn, lúc trước là đá banh được thì giờ không còn chạy được nữa, thì mình nên đi khám bác sĩ để bác sĩ kiểm tra coi có nghi ngờ đứt dây chằng hay không, hoặc là có thấy dấu hiệu đứt dây chằng hay không. Nếu mà có dấu hiệu đứt dây chằng thì cho đi chụp phim MRI để chẩn đoán xác định là đứt dây chằng để mình được điều trị sớm. Tại vì cái bệnh điều mà đứt dây chằng, tổn thương dây chằng làm cho lỏng lẻo khớp gối, nếu mà mình không điều trị sớm làm cho cái khớp gối mình sẽ bị lỏng lẻo dần và nó sẽ tàn phá, nhất là cấu trúc về cái sụn chêm nè, về cái sụn khớp nè, làm cho mòn sụn. Khi đã mòn sụn rồi thì mình đã có tái tạo dây chằng lại chi chăng nữa, thì lúc đó thì khớp đã cũng đã hư rồi. Nếu mà khớp đã hư nhiều rồi thì
thì mình tái tạo dây chằng nó không còn tác dụng nữa, và nó sẽ dẫn đến thoái hóa khớp. Thoái hóa khớp, nếu mà thoái hóa khớp nặng nó phải thay khớp, nó sẽ nặng nề hơn. Khi bệnh nhân những cái bệnh nhân khi mà có dấu hiệu chấn thương ở vùng gối, sưng đau, thì xử trí đầu tiên chúng ta là nhất là bất động lại, để bệnh nhân nằm im, không đi lại, bất động, rồi dùng nước đá chườm lên cho cái vùng gối để sưng đó, khoảng chườm một lần khoảng 5 tới 10 phút, làm nhiều lần gì đó để cho nó bớt sưng bớt đau, và là mình nên đi để gặp bác sĩ để mình kiểm tra. Cái khó nhất trong cái điều trị cái phẫu thuật dây chằng này là không phải là mổ, mà sau cái mổ là cái đó là tập vật lý trị liệu mới là khó. Nếu mà sau mổ bệnh nhân không biết, thấy mổ được 1 tháng 2 tháng vết thương hết đau, có thể đi đứng được bình thường, bệnh nhân đi mạnh là có thể dẫn đến lỏng khớp, hư cái dây chằng mới tái tạo. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình điều trị mình tập vật lý trị liệu không đúng cách thì cũng dẫn đến cái tổn thương, làm hư cái dây chằng hoặc là bung bung vít, mình đã cố định vào cái dây chằng làm cho bung lên, thì bệnh nhân cũng sẽ không được phục hồi được. Điều trị sau mổ rất là quan trọng, bệnh nhân phải tập vật lý trị liệu thường từ 3 đến 6 tháng. 1 tháng đầu thì tuyệt đối là không được đi chống chân, mà mình đã mổ rồi đó, phải cố định liên tục, đi chống nạng liên tục 1 tháng. Và sau 1 tháng bắt đầu mình mới tập co dần, tập co sớm có thể nó ảnh hưởng tới cái dây chằng. Tập co dần, sau 3 tháng bắt đầu bệnh nhân mới tập bước đi bằng cái chân bị tổn thương. Và sau 6 tháng thì bệnh nhân mới sinh hoạt đi đứng lại, không chồng nạng nữa, có thể chạy nhảy được. Và nếu mà bệnh nhân có chơi thể thao nặng như đá banh hoặc là tennis gì đó thì thường thường khoảng sau 12 tháng thì hắn nên chơi lại những cái môn thể thao nặng đó, có thể nó bị đứt lại do dây chằng mình chưa ổn định. Cái lời khuyên trong cái bệnh bệnh lý ở vùng khớp gối này nè, thứ nhất là mình sau mình chấn thương thì mình nên đi kiểm tra sớm để phát hiện sớm những cái tổn thương dây chằng. Nếu mà đứt dây chằng mà để lâu thì nó sẽ biến chứng như nãy giờ mình nói đó, là làm tổn thương mặt khớp, hư sụn khớp, rách sụn chêm, làm cho tổn thương sụn khớp ngày càng nặng thêm, thì bệnh nhân sẽ dẫn đến là hư khớp và sau này phải thay khớp. Sau khi thay khớp thì nó còn nặng nề hơn nữa. Nếu mình điều trị sớm thì là tái tạo dây chằng lại, thì bệnh nhân có thể là sinh hoạt bóng đá hoặc là chơi thể thao lại bình thường. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Qua những cái vấn đề trao đổi về vấn đề tổn thương ở vùng gối đó, thì mình biết được thế nào, khi nào cần đi khám, và khi bị tổn thương thì mình cần làm gì, và mình biết được những cái biến chứng nào có thể xảy ra sau khi bị đứt dây chằng, và mình cần phải mổ lúc nào, và cần nên mổ hay không.